Xin mến chào tất cả cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay em lại ra vườn. Đây, nhà em có một cái luống rau húng quế. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cả nhà một loại rau gia vị là rau húng quế rất là quen thuộc, nhưng mà những cái công dụng thì không phải ai cũng biết. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ một số những cái công dụng rất là tuyệt vời của rau húng quế đối với sức khỏe và một số bài thuốc liên quan cái rau húng quế này để cô bác và anh chị mình có thể tìm hiểu và tham khảo nhé. Trước hết thì cái rau húng quế này thì ở ngoài Bắc có cái tên là rau húng chó. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu sâu hơn một chút về những cái công dụng của nó nhé. Húng quế này thì rất là quen thuộc rồi, mình thường dùng để ăn sống hoặc là mình làm các cái món gỏi thì nó sẽ có mặt trong cái món ăn của mình như một cái loại rau gia vị. Bên cạnh những cái công dụng về mình có thể dùng nó làm một loại rau, một loại thực phẩm để mình ăn hàng ngày, thì rau húng quế có rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời về mặt dược liệu. Rau húng quế, cái công dụng đầu tiên của rau húng quế đó là có thể chữa sốt và cảm lạnh. Vào cái mùa mưa, mùa sốt rét hay là sốt xuất huyết thì mình có thể chống lại cái nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách đó là mình sẽ đun sôi cái húng quế. Mình có thể là phơi khô hoặc là mình để tươi như thế này, nhưng mà mình đun sôi như kiểu mình nấu trà để mình lấy nước uống thì nó sẽ ngăn ngừa được cái nguy cơ nhiễm bệnh của mình. Trong trường hợp sốt cao thì mình sẽ sắc cái lá húng quế với cái bạch đậu khấu với khoảng nửa lít nước, và sau đó thì mình thêm chút đường mình uống thì nó sẽ giúp giảm được cái nhiệt độ của cơ thể. Nước cốt của lá húng quế có tác dụng hạ sốt rất là tốt. Còn nếu điều trị sốt cho trẻ em thì mình có thể nghiền nát cái lá húng quế và nhỏ vài giọt vào cốc nước lạnh rồi cho bé uống thì nó cũng có cái công dụng giảm sốt. Và mình cũng có thể nhai vài cái lá húng quế này để nó có cái công dụng giảm cái triệu chứng cảm lạnh và cảm cúm. Cái công dụng thứ hai của rau húng quế đó là rau húng quế có tác dụng trị ho. Như một số các anh chị cô chú đã biết, đó là một số cái thành phần của cái thuốc ho á, thì thường có cái húng quế, là vì thảo dược này có cái công dụng trị ho rất là hiệu quả. Cái cách sử dụng cái lá húng quế để trị ho là mình có thể cho vài là nhành cái húng quế 1 lít nước, sau đó thì mình sẽ đun sôi khoảng 8 đến 10 phút và mình cho vào một chút xíu muối, mình để nguội và mình dùng. Cái ho nó sẽ giảm đáng kể khi mà mình sử dụng liên tục như vậy trong vòng khoảng từ 2 đến 3 ngày. Nếu bị đau họng do ho quá nhiều thì hãy thêm một ít lá húng quế vào nước ấm và súc miệng bằng dung dịch lá húng quế và nước ấm nhé. Các anh chị có thể mình giã nát cái này ra, mình giã nát nó ra rồi mình cho vào nước ấm và mình súc miệng bằng nó, thì cái triệu hứng mà mình bị đau họng, do mình ho nhiều quá thì nó cũng giảm. Tác dụng của lá húng quế là chống khuẩn và chống viêm hiệu quả, nên có tác dụng rất là tốt trong việc giảm ho. Cái công dụng thứ ba đó là rau húng quế thì có đặc tính chống khuẩn. Tác dụng của húng quế trong việc chống lại các vi khuẩn và nấm có hại là rất là tốt cho cơ thể. Việc ăn cái rau húng quế thường xuyên giúp cơ thể tăng cường cái hệ thống miễn dịch và chống lại sự tăng trưởng của vi khuẩn. Chiết xuất từ cái tinh dầu của húng quế cũng có khả năng kháng sinh tốt với các loại vi khuẩn khác nhau. Công dụng thứ tư của rau húng quế đó là bảo vệ cấu trúc của ADN. Lá húng quế có chứa một lượng dồi dào các chất chống oxy hóa, là một vi chất góp phần bảo vệ các tế bào của cơ thể. Rau húng quế thì được chứng minh có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể cũng như là cấu trúc tế bào khỏi bị tổn thương và oxy hóa. Vì thế thì mình hãy thường xuyên bổ sung cái rau húng quế vào khẩu phần ăn hàng ngày để giữ gìn cái cấu trúc tế bào. Công dụng thứ năm của rau húng quế đó là có tác dụng chống viêm. Một cái thành phần ở trong rau húng quế đã được chứng minh có tác dụng trong việc là ngăn chặn cái hoạt động của một số enzyme trong quá trình viêm nhiễm. Do đó thì húng quế có thể đồng thời làm giảm các triệu chứng viêm sưng và đem lại lợi ích cho các cái bệnh nhân mà bị viêm khớp, đau khớp. Cái công dụng thứ 6 của rau húng quế đó là rau húng quế có công dụng chữa đau đầu và rối loạn tiền đình. Hầu hết mọi người thường uống thuốc giảm đau để giảm các cái triệu chứng của đau đầu
của đau đầu hay là bị rối loạn tiền đình, nhưng mà nó sẽ gây ra những cái phản ứng phụ rất là không tốt cho sức khỏe. Vì thế thì mình có thể sử dụng cái húng quế như một phương pháp an toàn để mình có thể chữa cái bệnh đau đầu hoặc là rối loạn tiền đình này nhé. Có một cái bài thuốc dân gian rất là tốt từ cái rau húng quế để chữa đau đầu và rối loạn tiền đình, đó là các anh chị và cô bác mình sẽ sử dụng khoảng một nắm cái rau này như thế này, mình ngắt như kiểu mình ngắt mình ăn sống như thế này thôi. Mình lấy cái phần ngọn của cái rau húng quế như thế này và mình lấy một nắm khoảng gấp 5 lần như thế này, thì là khoảng một nắm, các anh chị và cô chú mình làm khoảng một nắm như thế này, thì mình sẽ sử dụng một con cá lóc khoảng 200-300 g. Cá lóc đồng thì càng tốt nha các anh chị và cô bác. Mình sẽ làm sạch sẽ, đánh vẩy và mình trà với một chút xíu muối cho nó sạch nhớt hoàn toàn đi. Mình cho vào một cái tô và mình cho lót một ít cái lá rau húng quế này cả trên và dưới, và mình nêm một chút xíu muối và cái hạt nêm cho nó vừa miệng một chút xíu, và mình hấp cách thủy. Mình ăn như vậy thì mình ăn hết cả cái phần thịt cá và cái phần rau, cái phần nước thì mình cũng uống luôn nhé. Thì mình ăn như vậy, cái đây là một cái món ăn mà chị đau đầu, đau nửa đầu hay là thiếu máu não, rối loạn tiền đình rất là tốt. Thì mình ăn một tuần từ 2 đến 3 lần cái món là mình ăn như vậy trong vòng khoảng một tháng, một tuần ăn 2-3 lần thì trong vòng khoảng một tháng thì cái triệu chứng mà đau đầu hoặc là đau nửa đầu, rối loạn tiền đình của mình thì nó cải thiện rất là tốt luôn. Cái bài thuốc này thì em đã áp dụng và cảm thấy là rất là hiệu quả. À, thì việc sử dụng cái tinh dầu húng quế thường xuyên thì giúp mình có cái tinh thần sảng khoái cùng cái thể trạng rất là tốt. Vì vậy nên là chúng có rất là có ích trong việc chữa trị các cái chứng đau đầu, căng thẳng, các vấn đề liên quan đến áp lực tâm lý. Xông hơi bằng cái tinh dầu húng quế cũng là một cách hiệu quả để chữa đau đầu kèm theo các cái triệu chứng khó chịu như là buồn nôn, chóng mặt, đặc biệt đau đầu do viêm tắc đường hô hấp hoặc là đau đầu do viêm xoang. Mình có thể thư giãn bằng cách đó là mình nhỏ vài cái giọt cái tinh dầu húng quế vào một bát nước ấm khoảng 30-40 độ và dùng một cái miếng vải hoặc là cái bông khăn bông sạch mình che, mình xông. Mình đặt cái bát nước gần mặt rồi mình chùm một cái khăn lên rồi mình xông mình cái mặt thôi. Thì trong vòng từ 15 đến 30 phút thì nó cũng có tác dụng rất là tốt trong cái việc làm cho mình bớt cái tình trạng đau đầu và nó giảm căng thẳng, giảm stress. Công dụng thứ 7 đó là rau húng quế có tác dụng cải thiện cái hệ miễn dịch. Lá húng quế rất là giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Khi ăn sống, lá húng quế có thể tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể và tăng mức kháng thể lên đến 20%. Hỗn hợp mật ong và lá húng quế rất là tốt cho cơ thể, giúp tăng cường cái hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra thì rau húng quế còn mang lại nhiều lợi ích cho bà bầu và trẻ em nếu mà mình dùng với cái liều lượng vừa phải nhé. Cô bác và anh chị ơi, vậy trên đây em đã chia sẻ một số những cái công dụng rất là tuyệt vời và một số những cái bài thuốc từ cái rau húng quế. Nếu các anh chị và cô bác quan tâm đến những cái loại dược liệu rất là bình dân, nó có xung quanh chúng ta, thì mình hãy cùng tìm hiểu và mình đưa nó vào cuộc sống để mình giảm những cái sử dụng những cái loại thuốc Tây, mà mình có thể sử dụng những cái loại thuốc, những cái loại dược liệu rất là phổ biến, những cái loại dược liệu rất là bình dân ở xung quanh ta mà nó cũng có công dụng rất là tốt cho sức khỏe, nó không mang lại những cái tác dụng phụ cho cơ thể nhé. Video chia sẻ về cái rau húng quế của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.